Hi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, một người chuyên bán những dòng xe lằng nhằng khủ khoảm. Ở đâu có những chiếc xe rẻ, chiếc xe độc lạ, ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe vừa về cửa hàng và thưa quý vị các bạn, nói thật là phải nói là quá hiện đại luôn. Chỉ với cái giá hơn 300 triệu thôi, vâng, hơn 300 triệu bỏ phun tiền đấy các bác nhá. Mà các bác đã sở hữu được ngay một chiếc xe Mỹ, con này thương hiệu đến từ Mỹ nổi tiếng luôn. Vâng, quá là đẳng cấp luôn, với một chiếc xe hiện đại 7 chỗ ngồi rộng rãi, với cỗ máy ăn xăng như ngửi luôn, động cơ chỉ có 1.8 số sàn. Đây là một dòng xe rất là bền lành và trông thiết kế thì trau chuốt hài hòa. Các bác có thể để ý nhìn xung quanh. Lâu lắm rồi bên em Vũ Duy Ô Tô mới về được một chiếc xe như thế này. Con này thì không gian rộng rãi của nó thì như những dòng MPV. Vâng, hạng sang luôn đấy ạ. Các bác có thể nhìn nội thất bên trong kìa. Đấy, toàn sử dụng nội thất da cao cấp thôi. Còn sơn của xe cũng là sơn mà được đánh giá chứng nhận là dòng sơn có màu và độ giữ màu tốt nhất thời điểm năm 2015 đến 2017. Vâng, hãng xe này đã giành được rất nhiều giải với chiếc xe này. Ví dụ như là một chiếc xe thiết kế đẹp mắt này, một chiếc xe công năng sử dụng hiện đại này, một chiếc xe bền bỉ với chứng nhận trên tất cả là 120 nước trên thế giới. Khi mà chiếc xe này được mang đi các nước để sử dụng, và tại Việt Nam với thiết kế như thế này thực sự là cũng là một cái thiết kế mà rất nhiều người tìm kiếm luôn. Thiết kế rất là đẹp nha các bác nha. Và đây là một chiếc xe mà khi nói đến thì các bác có thể là thấy hơi lạ, nhưng thực tế là chiếc xe này được sản xuất tại Việt Nam mình thôi. Vâng, sản xuất tại Việt Nam nhưng thương hiệu đến từ Mỹ nha các bác nha. Một chiếc Chevrolet Orlando 2017. Đúng là gái 17 có khác, đẹp như Ngọc Trinh luôn các bác nhìn này. Với lớp sơn trắng màu nét và chiếc xe này thì ăn xăng như ngửi. Đấy, Ngọc Trinh còn tốn tiền mua bỉm sữa chứ con này thì nói thật các bác là không biết mua bỉm sữa là gì. Đã thế lại chủ lại độ thêm hệ thống an toàn hàng đầu. Với cảm biến đi sát xe thì xe sẽ tự động đóng mở cửa. Đấy, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em đến gần cái nó tự động nó mở ngay. Thế mới hiện đại vô cùng nha. Em sẽ đóng chiếc xe này lại một lần, sau đó để cho các bác cùng xem cái form dáng của nó. Vâng, đây là một dòng xe dáng khá là đẹp luôn. Vâng, một dòng xe độc lạ, phân khúc MPV, 7 chỗ ngồi, rộng rãi. Đấy, gầm không cao lắm nhưng mà độ chất thì có thừa. Đấy các bác nhìn này, form dáng rất là dài luôn nhá. Con này dài đến gần 5 mét luôn. Các bác đi thì ngồi trong xe thì rất là thoải mái tự nhiên. Một chiếc xe Orlando mà giá nó chỉ có hơn 300 triệu thôi ạ. Vâng, chính xác là bao nhiêu thì chỉ có 348 triệu đồng chiếc xe này thôi. Đấy, con này thì mang biển số 18A09948 nha các bác. Biển số thành phố Nam Định nhá. Và chiếc xe này thì lăn bánh mới được có 4 vạn thôi. Chính xác chỉ có 4 vạn, máy số còn zin và xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Một chiếc xe được hãng Chevrolet gửi gắm niềm tin về thiết kế cũng như là công năng sử dụng. Và cái dòng này thì được rất nhiều người tìm kiếm và yêu. Vâng, đăng kiểm của chiếc xe thì đến tận tháng 5 năm 2023. Và nói thật các bác, với cái số tiền này các bác chỉ mua, cùng lắm thì các bác chỉ mua được cái mẫu xe Innova đời 2012-13 thôi. Đấy là bản đẹp nhá. Nhưng mà đây bác mua hẳn được đời 17 luôn. Đời 17 luôn đấy các bác ạ. Quá là tuyệt vời. Vâng, thiết kế hài hòa, trau chuốt. Và em đã đi một vòng quanh xe này để cho các bác cùng xem rồi. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này với vẻ ngoài như thế này, đi ra đường ai cũng phải nhìn như thế này, thì các bác hãy alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869 158 926 ạ. Bên em giao xe toàn quốc cho các bác nhá. Và rút hồ sơ thì đơn giản thôi. Con này chính tên chính chủ cần bán mà. Một chiếc Chevrolet Orlando 2017. Xe đẹp. Đấy, thiết kế các bác nhìn này. Thiết kế đẹp từ trong ra ngoài luôn. Và không gian nội thất thì cực kỳ rộng rãi. Dòng này là một dòng đặc trưng của thương hiệu Chevrolet của Mỹ đó các bác. Độ khối động cơ của nó chỉ có 1.8 thôi. Nên là các bác nào mà có chạy dịch vụ cũng được. Mà các bác chạy gia đình thì càng tiết kiệm nhiên liệu. Ăn xăng ít, tiết kiệm luôn. Hệ thống mặt catalan của xe, các bác có thể nhìn là cái logo này thực sự là rất là to. Nó to gấp đôi logo của thằng Cruise luôn. Đấy, nẹp chrome sáng bóng, hệ thống cản gió của xe trông rất là hài hòa, đặc trưng. Đấy, cản trước đồng đều, sơn xi sạch sẽ. Hệ thống đèn của chiếc xe sử dụng đèn halogen bóng hắt kết hợp với đèn chiếu sáng định vị ban ngày. Đấy, trông thiết kế rất là hài hòa, rõ ràng luôn đấy các bác nhá. Bên này như thế này. Đấy. Vâng,
Và cái dòng xe này thì được rất nhiều người tìm kiếm luôn, vì là thiết kế nó rộng rãi, tiện lợi cho gia đình. Và những gia đình mà hay đi xa đi chơi đấy ạ, thì các bác sử dụng những cái dòng xe này thì cũng rất là tiện lợi luôn. À, còn cabo thì các bác này tôn mỏ rất là mỏng luôn nhá. Tôn vỏ mỏng căng luôn, không có lỗi lầm. Đấy, sơn xi sạch sẽ, đồng sơn tốt. Lốp Michelin, quả lốp mít bên tài này sử dụng lốp Michelin 225/50R17. Và cái lốp này thì nó sản xuất năm 2017, vẫn còn zin nguyên hãng luôn này. Đấy, lốp này thì hơi cũ theo thời gian rồi. À, bác nào mà quan tâm thì về có thể là các bác cũng nên thay cái lốp này đi. Nếu mà các bác yêu, em sẽ thay luôn quả lốp này cho các bác để các bác đi cho nên yên tâm an toàn. Đấy, bốn bánh phanh đĩa la răng đúc thể thao 5 chấu các bác nhá. Đấy, lốp bên này. Quả lốp Michelin này cũng thế ạ. Vâng, đấy. Các bác nhìn ạ. Vâng, lốp zin từ hãng nguyên dàn đấy ạ. Và cái lốp này thì nó vẫn còn tương đối. Vì lốp kia tại sao trông nó lại cũ mòn? Vì cái lốp đấy là để đằng trước, và cái dòng lốp Michelin thì khi mà đi êm thì đương nhiên cao su của nó sẽ kém hơn cái dòng khác một chút. Vâng. Bầu gương chiếu hậu của xe khá là to, có cụp xe đầy đủ. Và đến gần thì nó tự động nó đóng vào, mở ra, xin lỗi các bác. Và mình đi ra ngoài thì là nó tự nó đóng vào. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome, đẹp luôn. Đấy. Và nội thất bên trong xe mới là điểm đặc biệt. Vâng, con này thì có cái nội thất rất là luột là luôn. Đấy, nội thất tươi mới các bác nhá. Em sẽ bấm khóa điện này một chút. Sau đó thì ta sẽ cùng tìm... ta bật kính điện. Đấy, kính điện này rất nhẹ nhàng. Đấy, kính điện đấy ạ, lên xuống nhẹ nhàng. Và nhạc nhẽo của xe thì đập huỳnh huỳnh luôn. Đấy, các bác có thể nhìn nội thất này. Đầu tiên là nội thất, da của xe cũng là thuộc dạng da cao cấp, sờ rất là mịn. Đấy, da rất là đẹp luôn. Ghế chỉnh cơ. Đấy, sàn của xe là sàn da và có lót sàn 2D để chống bẩn, chống bụi. Thế còn phần đồng hồ, đèn, xin lỗi các bác, hệ thống đèn của xe thì là núm vặn như là những cái dòng xe cao cấp nha các bác nhá. Đấy. Thế còn còn cái gì nữa không nhỉ? Ai chà chà, vô lăng. Vô lăng con này thì phải nói là da còn nguyên này. Đấy các bác nhìn này, vô lăng này. Đấy, còn nguyên luôn nhá. Chưa hề có mòn mỏi gì cả. Đấy. Tay vào sạch sẽ vô cùng, túi khí an toàn. Còi con này thì trầm ấm luôn. Các cái gạt phím điều khiển ở trên này thì khá là hiện đại. Đấy, gạt mưa trước, gạt mưa sau có cả nha các bác nhá. Kính phun nước tơi tòe tòe. Và con này thì kia nó có cái tem VTEC kìa, VETC đó. Vâng, còn 2 triệu trong tài khoản đấy. Bác nào mua về thì các bác cứ đi thoải mái thôi, ok luôn. Thế còn hệ thống màn hình thì con này thì chỉ sử dụng cái màn hình hiển thị đơn này thôi. Đấy, đây là xe zin mà. Vâng, xe zin đấy ạ. Thế còn đầu đài đĩa đó thì nó chỉ có vậy thôi. Đầu đĩa CD, không có gì, rất là đơn giản. Điều hòa chỉnh cơ, đấy, rất là đơn giản với những cái phím rõ ràng ở đây. Tay cần số và con này sử dụng hệ thống 5 cấp số, có số lùi móc nha các bác nhá. Số lùi móc này như thế nào? Đây này, nó có cái này này. Mình gạt sang đây, lùi thì mình móc lên cái thì nó mới ra. Đấy, cái số lùi móc này thì bác nào đi quen những dòng Chevrolet thì các bác biết rồi. Đấy, còn tay phanh và tất cả các chi tiết ở xe ở đây thì khá là đẹp. Con này phải nói thực sự là quá là đẹp luôn. Với cái tầm giá mà các bác bỏ ra chỉ có 348 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe quá là đẳng cấp luôn. Thương hiệu đến từ Mỹ nha các bác nha. Vâng, thương hiệu đến từ Mỹ và nói thật rồi, đúng người ta cầu, úi dồi ôi, bố bà, sao mà xe gì mà đẹp thế các bác. Vâng, tem nhãn còn nguyên. Đây, con này sản xuất tại Jinamoto, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội các bác nha. Đấy, xe sản xuất đúng 2017 và xe là xe của Mỹ luôn. Đấy, xe của một sản xuất tại Mỹ, thương hiệu đến từ Mỹ và sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt là qua bàn tay của thợ ở trên Hà Nội thì chiếc xe thì rất là luật luôn. Đấy, các bác nhìn này. Và cái dòng này thì được đánh giá là thiết kế quá là đẳng cấp rồi. Bình thường các cái dòng khác thì không có cửa gió điều hòa vùng sau, nhưng đây có hẳn cửa gió điều hòa vùng sau cho yên tâm. Hệ thống trần nỉ của xe thì rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, sạch sẽ vô cùng như mới luôn. Đấy, con này được cái là nội thất thì tươi rói rói rồi, như là xe mới. Vâng, đúng là không chê được cái gì cả. Gầm bệ thì sáng láng luôn nhá. Đấy, chà. Cốp nào. Ui xà.
Đây là hai cái ghế ở đằng trước nó đang hạ xuống các bác nhá. Còn các bác nào mà cần thì có thể là gật lên, bỏ lên. Đấy, ghế nằm phía dưới này, mình gạt lên cái là sẽ có hai cái chỗ ở đằng sau, rất là rộng rãi luôn. Đấy, rộng rãi tiện lợi. Ở bên này thì các bác có thể nhìn này, tất cả các phần đinh hàn đinh tán của xe thì còn rất là đẹp. Đấy, màu ốc còn zin. Đấy. Xe này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn, còn nguyên zin. Đấy, không ngập nước nhá. Máy số chạy cực lành luôn. Và con này thì 2017 rồi, nên là đời rất là cao mà giá thành thì quá là rẻ luôn. Form mới nha các bác nhá. Đời 2017 đời cao mà lại form mới, xe đẹp. Đấy, các bác nhìn này. Tất cả các chi tiết của xe cực cứng luôn. Đấy, vâng, rất là cứng cáp. Cốp cáp đóng mở này, rất nhẹ nhàng. À, cửa nẻo chắc chắn luôn. Và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926 ạ. Lốp Michelin này cũng là nguyên quả này. Đấy, các bác này, còn cua lốp này. Đấy, cua lốp này. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng. Cua lốp đẹp luôn. Tay lắm cửa mạ chrome, xe cứng cáp này. Đấy. Vâng. Đấy, các bác nhìn này, đây, keo chỉ này, chỉ keo đều, tappy sạch, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và nội thất bên trong thì rộng rãi vô cùng luôn. Con này thì phải nói là được cái rất rộng luôn chứ không phải rộng ạ. Vâng, rất là thích hợp cho gia đình hoặc là các bác nào mà thích cái sự tiện nghi, thoải mái với một chiếc xe đến từ Mỹ đó, thì đây là một mẫu xe đẳng cấp, lựa chọn tốt cho các bác. Bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe, sau đó cùng các bác xem về cái... À, con này có cái hay này nhá. Đây là em đang đứng ngoài, xe không nổ nha các bác nhá. Các bác nghe kỹ tiếng máy này, em sẽ để nổ bằng chìa khóa thông minh. Chính là cái chìa này này. Đấy, à, bắt đầu để nổ rồi. Đấy, xe tự động nổ máy luôn nha các bác nhá. Rất là an toàn và hiện đại luôn. Hiện đại với khóa an toàn, hiện đại với hệ thống đề nổ thông minh. Đấy. Và trong khoang máy thì con này thực sự là em chưa mở khoang máy một chút nào luôn. Bây giờ thì em sẽ mở khoang máy ra để cùng các bác xem xe có cái gì. Ui trời, khoang động cơ của xe khá là sạch. Và con này thì sử dụng động cơ Ecotec. Và động cơ này thì sử dụng động cơ 1.8 cam kép nha các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này 7 lít trên 100 cây. Và một chiếc xe 7 chỗ mà máy số thì chạy cực lành luôn, êm dịu luôn, máy rất là ngon, êm lành cành đào. Đấy. Và những ai mà yêu chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Auto xem xe và thẩm nghiệm chiếc xe này. Vâng, đấy các bác nhìn này. Máy rất ngon, chạy cực êm luôn ạ. Vâng, cực kỳ êm luôn. Hệ thống làm mát này, rồi hệ thống phanh. Và con này thì nó sử dụng hệ thống lái là lái điện đấy các bác nhá. Có phanh ABS an toàn đầy đủ. Đấy, các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, bên này cũng thế này. Đó, các bác nhìn nhá. Vâng, tất cả các cái phần đầu răng, đầu sườn đây, kể cả cái ốc chân máy, ốc tai cabo này. Đấy, còn nguyên luôn. Đấy, rất là cứng, tất cả các chi tiết ok luôn. Vâng. À, hệ thống lái điện của nó dưới rồi bác ơi. Đấy. Vâng, quá là ok. Một chiếc xe mà phải nói là lâu lắm thì em Vũ Duy Auto mới về cửa hàng. Thì cái dòng xe này ít người bán ra. Vì các bác em mà đi thì thường thường các bác rất ít bán. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto với chương trình review chiếc xe Chevrolet Orlando 2018. Một dòng xe khá là bền lành, thương hiệu đến từ Mỹ nha các bác nhá. Vâng, xe Mỹ là nhìn nó cứng cáp và thực sự là không ai nghĩ rằng giá của chiếc xe này chỉ có 350 triệu đồng thôi ạ. Vâng, quá là rẻ trong tầm giá luôn. Và một chiếc xe như thế này thì cảm ơn các bác cũng đã review theo dõi em Vũ Duy. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời hơn nữa tại Vũ Duy Auto. Đấy, Chevrolet Orlando, dòng xe cực đẹp mà giá lại cực rẻ luôn cho các bác. Cảm ơn, xin chào, tạm biệt.